Rồi, xin các bạn ha, thì lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video rất là nhanh thôi để hướng dẫn với các bạn về cái cách mình sẽ điền thông tin ở trong cái tờ answer sheet trong bài T2X. Thì các bạn lưu ý là nếu bạn nào không biết thì khi các bạn đi T2X á, thì các bạn sẽ không làm bài trực tiếp trong cái đề thi mà các bạn sẽ được phát cho một bộ đề và phát cho các bạn một cái tờ gọi là answer sheet, gọi là phiếu trả lời đó. Thì các bạn có nhiệm vụ là đọc trong đề và các bạn điền thông tin đáp án ở đây. Đấy à, rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách điền thông tin trong cái tờ answer sheet này. Bởi vì lưu ý là cái tờ này không chỉ là để mình điền đáp án mà còn là để mình điền những cái thông tin cá nhân của mình để người ta biết điểm số của bài này thuộc về thí sinh nào. Các bạn hiểu không? Đó. Rồi ok. Bởi vì đi thi TOEIC là khi mà chấm là chấm bằng máy á các bạn, nên là cái cách điền thông tin nó phải khác một chút để cái máy nó chấm cho đúng, các bạn nhớ nha. Rồi ok, thì đây cái tờ answer sheet, khi các bạn đi thi người ta sẽ có cho các bạn một tờ answer sheet như thế này. Đây là mặt trước để điền thông tin cá nhân á. Rồi ok, thì cái đầu tiên các bạn cần phải nhìn vô là phần số 1, người ta gọi là name đó các bạn. Đây, đây là điền name là tên đó các bạn. Thì đầu tiên các bạn nên nhớ là nó chia một nửa. Đây, phần bên trái, phần bên phải. Thì phần bên trái các bạn dùng để ghi cái tên, ghi cái họ. Phần bên trái là ghi cái họ và cái tên lót của mình. Ở đây ví dụ mình tên là Lê Văn Tèo đi hả? Tèo, ok. Thì phần bên trái mình sẽ ghi là Lê Văn. Đây là tên, họ chứ, đây là họ và tên lót. Còn cái tên của mình là Tèo thì mình sẽ ghi phần bên phải này. Đấy, các bạn thấy không? Bên trái là ghi họ và tên lót, bên phải là ghi tên riêng, ok. Và sau khi điền xong thì các bạn nên nhớ là có một điều mình nhớ, mình nhắc là khi các bạn điền á thì giữa họ và tên lót các bạn cắt cho mình một ô. Đó, cắt một ô. Và các bạn ghi bằng chữ in hoa hết nha, ghi bằng chữ in hoa hết. Và nhớ là không viết dấu, không có viết dấu gì hết, ghi tên ký tự thôi. Rồi. Và sau khi các bạn điền xong, đó thì các bạn phải làm thêm một việc nữa nó mới kết thúc phần số 1 này, đó là các bạn giống xuống. Đây. Các bạn thấy bên dưới nó có mấy cái ô tròn ghi là ABCD không? Nó dùng để giống xuống. Ví dụ ở đây các bạn ghi chữ L thì các bạn giống xuống chữ L. Các bạn thấy chữ L ở đây. Các bạn khoanh kính ô á. Đó. Khi đi thi người ta sẽ phát cho các bạn một cây bút chì. Các bạn dùng cây bút chì đó các bạn khoanh hết như mình đó. Các bạn giống xuống. Rồi. Nhưng mà nhớ là giống cho đúng nha. Còn cái ô mình bỏ trống thì tất nhiên là không có khoanh gì hết. Đó. Cái nào mà mình có chữ ở trên thì mình mới khoanh thôi. Ok chưa? Đấy. Đó là những gì các bạn cần làm ở phần số 1 hết. Và nhớ một điều thôi, giống cho đúng chữ mà khoanh. Và khoanh thì khoanh kính ô. Khoanh mà có một chiếu thôi là máy nó không đọc ra, là các bạn coi như là cái bài thi người ta không nhận ra các bạn đấy. Đấy. Rồi, đó là phần số 1. Đây là phần số 2 nè. Rồi phần số 2. À mà các bạn nhớ là cái phần điền thông tin này người ta sẽ cho các bạn điền trước rồi sau đó mới phát đề cho các bạn làm. Nên là các bạn cứ thong thả mà điền thôi cho nó kỹ, người ta sẽ hướng dẫn lại. Rồi, phần số 2 là sex thì là giới tính. Thì ví dụ thằng Lê Văn Tèo này giới tính nữ thì các bạn khoanh vào chữ F. M là viết tắt của male là nam, còn F viết tắt của female là nữ đó. Ok, Lê Văn Tèo là nữ đi. Ok, rồi. Còn country code là cái mã quốc gia. Cái đất nước Việt Nam của mình nó có cái mã là 605. Thì các bạn cứ ghi 605 ở trên lúc làm bài người ta sẽ nhắc như vậy. Và các bạn cứ giống xuống, tiếp tục khoanh vào số 6, số 0 và số 5. Đó là kết thúc phần số 3. Chuyển sang phần số 4, language code. Tức là cái mã ngôn ngữ. Tức là thằng Lê Văn Tèo này là người Việt. Thì cái mã ngôn ngữ là 388, mặc định như vậy. Và các bạn giống xuống tiếp, khoanh vào số 3, số 8 và số 8. Ok chưa? Đó là 4 phần đầu tiên. Sau khi xong thì chúng ta chuyển sang phần số 5. Đó, các bạn cứ điền tuần tự từng bước như vậy. Và tất cả đều được điền bằng cây bút chì nha các bạn. Người ta sẽ phát cho các bạn một cây bút chì. Sau khi thi xong thì các bạn cũng được giữ cây bút chì ấy làm kỷ niệm. Và nhớ là nếu bạn nào thi tiếp, rớt mà thi tiếp thì vẫn được thêm một cây bút chì nữa. Nếu bạn nào có đam mê sưu tập thì cứ đi thi, sẽ có quà lưu niệm là cây bút chì. Rồi ha. Rồi. Phần số 5 là cái gì? Identification number là cái số chứng minh nhân dân á các bạn, hay là bây giờ là số căn cước công dân. Thì các bạn cứ điền cái căn cước hay là cái chứng minh của các bạn thôi.
Thì ví dụ Lê Văn Tèo, cái số căn cước là 696969 đó, cho nó phong thủy. Thì các bạn tiếp tục giống xuống, cứ điền hết cho mình thôi, cứ khoanh điền hết, cứ giống xuống rồi khoanh ha. Rồi, đó là phần thứ năm. Phần tiếp theo là date of birth, là cái ngày tháng năm sinh đúng không? Phần số 6 này nè. Thì ở đây có một điều các bạn lưu ý là các bạn thấy ở trên người ta ghi là M, ở đây là D, ở đây là Y dài đúng không? Thì các bạn lưu ý M là viết tắt của month, tức là tháng, còn D là day, đi dài là year. Tức là phần này các bạn nên nhớ là mình sẽ ghi tháng trước ngày sau nha. Tức là tháng thì mình tiếp tục, ví dụ mình sinh tháng 7 đi, Lê Văn Tèo sinh ngày bao nhiêu đó, tháng 7. Các bạn nhớ là ghi tháng trước nha, chứ các bạn cứ quen cái cách ghi của bên Việt Nam mình là ghi ngày trước là coi chừng điền sai á. Thì điền sai thì dĩ nhiên mình có thể tẩy đi, mình điền lại, nhưng mà mất thời gian lắm, với lại nhiều khi quên sửa là chết. Đây, tháng trước Tèo sinh tháng 7, ngày bao nhiêu? Ngày 27 đi đó, 27 tháng 7. Sinh năm 2000 đi, Tèo còn trẻ lắm. Ok, tiếp tục khoanh xuống cho mình đủ đó. Đấy, đó là phần số 6. Phần số 7 thì sao? Phần số 7 là phần về nghề nghiệp, job, organization và city. Thì job thì các bạn lưu ý là ở đây thì các bạn ghi chữ, ở đây các bạn ghi chữ thôi. Và nếu mà các bạn ghi bằng tiếng Việt thì phần số 7 này, ba dòng này phải ghi bằng tiếng Việt hết. Còn nếu bạn nào muốn ghi bằng tiếng Anh thì cũng được, nhưng mà ba dòng này phải ghi bằng tiếng Anh hết, phần số 7 này nè. Chứ nếu mà dòng 1 các bạn ghi tiếng Việt, dòng 2 các bạn hứng lên ghi tiếng Anh, dòng 3 các bạn lại hứng lên ghi tiếng Lào thì không được đâu nha. Phải ghi bằng tiếng Việt hết hoặc là tiếng Anh hết, tùy các bạn, nhưng mà chỉ được chọn một mà thôi. Rồi, mình điền mẫu đó các bạn thôi. Job thì Tèo, Tèo làm nghề gì? Tèo làm nghề giáo viên tiếng Lào đi. Đó thì mình chọn cái cách viết là ghi bằng tiếng Việt Nam thì mình có dấu ở đây. Rồi organization tức là tổ chức hoặc là công ty các bạn làm á. Thì thằng Tèo này làm ở Học viện tiếng Tây Ban Nha, ok chưa? Còn city là cái thành phố mà Tèo làm việc, sinh sống. Thì Tèo cho làm Paris đi. Đó, ok. Đấy, thì mình điền mẫu về thôi. Phần số 7 đã xong, chuyển sang phần số 8. Phần số 8 là testing location, tức là cái địa điểm các bạn thi. Thì đa số ở Việt Nam thì chúng ta thi ở tổ chức IIG, thì các bạn cứ ghi IIG thôi. Đó. Còn city thì tùy, các bạn thi ở thành phố nào các bạn ghi vô. Mình ghi bằng Hồ Chí Minh đi ha, Hồ Chí Minh City. Thì các bạn nhớ là nếu mà các bạn thi ở trường đại học thì các bạn cứ ghi là Đại học Bách Khoa hay là Đại học Kinh tế kiểu cái thứ. Đó, đó là xong phần số 8. Còn phần số 9 này á thì là textbook serial number, tức là cái mã của đề thi. Cái phần này thì các bạn sẽ điền sau khi người ta phát cái đề thi cho các bạn. Bởi vì mỗi ngày thi sẽ có một mã đề riêng. Thì sau khi người ta phát đề thì trên cái đề đó sẽ có một cái mã để các bạn mới điền vào được. Chứ lúc đang điền thông tin là người ta chưa phát đề, mình chưa có điền được ha. Đó là những gì các bạn cần biết ở mặt thứ nhất của tờ đề này. Mặt thứ nhất là điền thông tin cá nhân thôi của thí sinh á. Rồi, chuyển sang mặt thứ hai. Đây là mặt thứ hai của tờ đề. Thì các bạn thấy đầu tiên ở trên mặt thứ hai này nó sẽ có hai cái ô rất là to, đó là listening section và reading section. Hai phần này là để mình khoanh đáp án, khoanh đáp án vô á. Lúc mình làm phần listening mình khoanh ở đây, lúc mình làm phần reading mình khoanh ở đây. Và tổng cộng sẽ có câu số 1 tới câu 200 như các bạn thấy. Đấy, cái này thì lúc làm mình mới khoanh thôi. Còn phần số 10 là group code, thì cái này thì nó các bạn không cần quan tâm. Cái này là cái mã số của tổ chức. Nếu các bạn thi thay mặt cho tổ chức thì các bạn làm thôi, chứ những thí sinh mà thi theo tư cách cá nhân á thì không phải điền. Còn cái questionnaire response này á thì nó dành để khoanh những cái ô này, là dành cho một cái bảng khảo sát của IIG về chất lượng và cái nghề nghiệp cũng như là cái thông tin cá nhân của thí sinh. Đó là một bảng khảo sát về những người đi thi thôi. Phần 11 này các bạn cũng khỏi cần điền cũng được, chả sao. Còn phần 12 này cũng chả cần điền cũng chả sao. Nói chung là phần 10, 11, 12 các bạn bỏ trống, nó cũng chả ảnh hưởng gì tới các bạn hết, nên thôi các bạn bỏ trống đi. Đấy. Nhưng mà phần 13 này thì là phần cuối thì các bạn bắt buộc phải điền. Thì ở đây á thì đây là phần signature and date, tức là ký tên và ngày tháng. Thì nhiệm vụ của các bạn là các bạn thấy cái chữ là I hereby agree không? Tức là các bạn phải chép lại cái dòng này, hai cái dòng này, các bạn phải chép
easy hai cái dòng này xuống dưới bằng chữ của các bạn, nó như là bằng bút chì thôi. Thì nhiều bạn hay hỏi mình là hai cái dòng này nó nghĩa là gì, thì nó nghĩa là các bạn xác thực là các bạn đồng ý với những điều khoản được quy định trên website của tổ chức ETS ở trong cái quyển hướng dẫn phòng thi, và xác nhận rằng các bạn là người mà các bạn đã ghi tên ở trong cái tờ answer sheet này. Bởi vì nhiều trường hợp là thí sinh đi thi ấy, nhưng mà người ta mướn những người khác thi giùm thì sao? Đó, đó gọi là thi hộ đó các bạn. Thì các bạn ghi cái dòng này để xác thực rằng tôi ứ thi hộ, tôi là tự mình thi. Đó, nếu mà các bạn vi phạm thì các bạn chịu trách nhiệm trước pháp luật. À quên, các bạn chịu trách nhiệm trước IAG Việt Nam và có thể dẫn tới tình trạng cấm thi nhé. Rồi ok, sau đó là có cái dòng signature thì các bạn ký tên thôi. Đây mình ký thử coi. À, mình ký bằng pen đi cho nó máu đi. Tèo. 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 Đó, chuẩn rồi, tèo. Rồi, đó là tèo ha. À, rồi xong. Sau đó thì các bạn ghi đầy đủ tên họ các bạn kế bên cái chữ ký. Sau đó thì ghi ngày tháng, date, và nhớ là ghi tháng trước ngày sau thôi. Ví dụ ngày 27 tháng 3 thì mình ghi là 03/27/202. Đó là những gì xảy ra ở đây. Đó. Thì sau khi các bạn điền xong hết thông tin rồi thì người ta sẽ thu lại, và tiếp theo đó. À quên, người ta đâu có thu lại. Sorry. Sau khi các bạn điền hết thông tin rồi á thì người ta mới bắt đầu phát đề. Và khi người ta phát đề cho các bạn thì các bạn sẽ làm bài, và tất nhiên mình sẽ làm và điền đáp án ở trong tờ answer sheet này. Ví dụ làm phần listening mình câu 1 mình chọn câu A, mình khoanh ở đây, mình khoanh ở đây đó, mình cứ khoanh 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 rồi khi nào làm hết thì mình nộp lại tờ answer sheet này để người ta chấm điểm. Đó. Và ở đây thì có vài lời khuyên thôi. Lời khuyên thứ nhất là khi các bạn khoanh đáp án á thì phải khoanh hết, khoanh kín nha. Các bạn mà khoanh không kín là nhiều khi sẽ không được điểm câu đó dù đúng đi nữa, bởi vì chấm là máy chấm chứ không phải là người chấm. Máy người ta sẽ đọc bằng cách người ta quét cái phần này. Bởi vậy nếu các bạn mà khoanh ít quá, khoanh ít quá thì máy nó không có đọc ra, nó sẽ không tính điểm câu đó. Và một câu các bạn chỉ khoanh một ô thôi nha. Một câu chỉ chọn một đáp án thôi. Chứ một câu mà các bạn chơi chắc cú, các bạn chọn hết bốn đáp án là người ta cũng ứ cho điểm đâu các bạn nhá. Đấy, đó là những gì mình muốn nói ở đây. Và tương đối cũng đầy đủ rồi. Thì đó, đó là tất cả những gì các bạn cần phải biết về cái phần điền answer sheet trong bài thi TOEIC năm nay. Rồi, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại vào lần sau. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì còn chơi gì nữa mà hãy đập nát cái nút like giùm mình và follow cái channel Anh Lê TOEIC giùm mình nhé. Mình là Anh Lê. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha các bạn nha. Ok, bye bye.